Sư cho con hỏi, nhà con có trồng sầu riêng, có phun thuốc xịt rầy và trừ sâu như vậy có phạm với sát sanh không ạ? À, mà nếu không phun thuốc thì rầy và sâu rất nhiều, vậy con nên làm thế nào để giữ được giới này? À, chính vì như vậy á, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Thế Tôn nói là có nơi những nơi á, mình không nên thuyết về giới thì mình không có đem giới ra mình thuyết. À, cho nên là sư đi tới chỗ nào mà thấy người ta ác giới, người ta phạm giới, sư không có lôi giới ra sư thuyết, trừ khi nào được thư thỉnh. Bởi vì á, khi mà lôi ra nói thì họ không có hoan hỷ, à, hoặc họ thậm chí có thể làm hại mình nữa. À, còn cái việc mà bây giờ quý vị đã đang trồng sầu riêng như vậy mà bây giờ quý vị hỏi sư, tại vì quý vị hỏi thành ra sư phải trả lời thôi. Ừ, thì cái việc mà mình xịt thuốc trừ sâu thì đương nhiên là mình phạm giới sát sanh rồi. À, còn nếu mà làm sao để giữ được giới thì chỉ có nước là mình kiếm cái nghề khác để mình làm thôi, chứ không còn cách nào khác hết. À, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.